Đây, cái tivi 49 inch này, Samsung này. Hiện tượng này là chất LED nha bà con nha. Đây nó đang tối phần trên này. Cái bản mới thay thì nó vẫn phần tiếp tục dưới cái lại màn sáng. hình kim một. Cái Màn này bản mới này thay. đẹp không? Đây là đèn LED ở trong á. Nó đi bóng đèn pin á. Nó chiếu ra. Cái màn hình kim một. Màn rất đẹp. Màn không có vấn đề gì hết, nó là chất LED thôi. Vì cái LED nó già rồi á, chưa được thay cho nên là nó bây giờ nó phải chết. Nó có hai dàn, dàn trên dàn dưới. Nó chết dàn trên còn dàn dưới độ sáng. Nó màu đi không? À, chết mất nửa LED. Nó độ sáng đều giống từ dưới lại là sáng đều mà. Nó tạo ra. Này để thay LED là xong mà.